Rồi mình chào mọi người đến kênh của mình ha. Hôm nay mình về một ít đồ ha. Mọi người con nào thích hợp công việc thì liên hệ mình ha. Thì mọi người xem kênh nhớ bấm mình like ha. Thì bấm like không tốn tiền nhiều mà mọi người sẽ tiếp cận video nó dễ hơn ha. Người nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình ha. Đăng ký kênh mọi người bấm cái chuông ở dưới mọi người ha. Thì những video mới mình mọi người thì mọi người sẽ thấy ha. Rồi bấm like thì mình mọi người dễ thấy những cái video mình đăng đó mọi người ha. Đó những cái anh hay mua. Anh mua đầu tiên anh hay hỏi anh sao anh hay bấm like ha. Bấm like thì mình đăng lên mọi người thấy liền ha. Rồi hình thức bán hàng của mình cũng như cũ nha mọi người ha. Chuyển khoản là bao ship. Ship code là cộng phí ship ha. Mà mình không có ship code cho những người nào mà chưa từng mua hàng mình ha. Đó mọi người nếu mà muốn mua thì mọi người chuyển khoản lần đầu. Rồi mấy lần sau muốn ship code thì ship code nha ha. Rồi rồi đó này ha. Rồi mọi người chốt kỹ ha, đó mọi người xem kỹ, đó giống như hôm bữa anh kia anh kêu là mua máy, ủa máy này điện 110 thì những cái này là 110 hết nha mọi người ha, đó hàng nội địa là 110, cái nào mà 220V thì mình sẽ nhấn mạnh vô ha, còn bình thường vô đúng mình không nói gì là phải 110 hết nha, đó mọi người hàng nội địa không có 220 đâu mọi người, đó rồi, đó xem kỹ mọi người xem kỹ thì chốt món hàng ha, đó. Cứ xem kỹ còn người xem giải trí cũng được ha, thích hợp công việc thì mình mua để sử dụng đúng mục đích của mình thôi ha. Đó thì những cái nào mình biết thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người, còn không biết thì mình cũng giới thiệu ha, đó để mọi người những cái hiểu biết mình thì có giới hạn không mọi người ha. Rồi mở một đây mình vô ha, đây mình lục được cái quạt đó, cây này thì điều tốc là ok rồi, còn mình có mấy cây á mà nó dặn không cái công tắc này nè, nó đấu trực tiếp luôn ha, ở bệnh á đó. Cái này là sự nóng nè đó. Dán keo ha, để mình lột cái lớp keo ra, lớp keo để mình giống như là nó không cho xài chửi hơn rồi ha đó. Đây chửi nữa ha đó. Rồi nó dán đậu keo một chút, mình cũng chưa chùi nè. Rồi, đây quạt này cũng bị nha. Đó, cây này mới cũng mắc tiền lắm. Thì mình lột ra còn có một cây thì nó còn này, còn mấy cây thì nó không có công, nó bị công tắc nó trực tiếp luôn á. Thì mọi người mua đi mình bán rẻ hơn chút. Cây này mình bán 400 ngàn nha. Đó. Đây, Simco ha, mã của nó là đây quạt ion nha mọi người ha. Đó, mã của nó là 40087 ha. Đó, 200W là cái công suất điện trở của nó ha. 120V ha, 60Hz, 170A, mắc in USA ha. Đó. Cái này thì nói chung vận chuyển thì nó có cấn cấn thì không sao nha mọi người ha. Đó. Nó do vận chuyển thôi. Rồi. Cho này nó bị gãy một cái thanh không ảnh hưởng gì ha. Đó, còn ok. Nhiều nó chiều dài cho người xem. Quạt này mọi người xài hàng á, trong môi trường hàng ha. Rồi 21 nè. Đây là 14 ha. Rồi bề ngang này khoảng 8 phân rưỡi ha. Rồi. Dây zin nha. Đó dây ba đầu, mình không có bẻ nha. Đó người về mọi người không có thì mọi người bẻ chấu này. Đó giờ mình test thử cho mọi người xem. Đó ha. Thấy em ha. Đây nghe ông nổi lên ha. Đó người để dính thư điện vô đây là nó ông ha. Đó chỉnh tốc đường nè ha. Rồi công tắc sưởi nữa nè ha. Đó ok nha. Đó nóng ha. Đắt nè. Rồi chỉnh cao nè. Đó ha. Đắt nè. Đó rồi có mấy cái thì nó không có. Cái công tắc này nó cái công tắc này nó trực tiếp luôn rồi ha. Thì mình bán xe 300 ngàn. Đó nó cũng như vậy thôi. Mà ở trong nó bỏ nó như ở bệnh nó xài trực tiếp luôn. Nó không xài qua công tắc này thì mình cấm chạy cũng như vậy không. Đó có sưởi ấm ha. Ion ha. Đó chỗ này nó có chóp chút nha. Rồi cái này là cái chổi quét ion nè người ha. Đó 400 ngàn nha. Đó bữa cái anh nào anh hỏi ha. Rồi cái quạt ion nha. Đó mình giới thiệu cũng kỹ cho mọi người xem clip. Đó cái này có thể mình treo lên đường được người ha, cái bát nè. Rồi mã số 1 quạt ion của Mỹ 400 ngàn. Đó mình xài trong môi trường chì đó rồi ha.
nó hút hay là không khí mình nó ô nhiễm nó cũng lọc ion ha. Đó. Rồi, mã số 2. Mã số 2 mình bán đây 14 cái bánh xe ha. Đó, mình bán 300 ngàn nè. Đó, thì mình giới thiệu 4 cái bánh này trước. 4 cái bánh này là nó có 4 cái này nè. Đó là nó không có cái đẩy, nó trơn luôn. Đó, này gặn tán vô nhau mọi người ha. Cái này bự hơn cái đây. Đường kính của bánh xe là khoảng 5 phân ha. Đường này là khoảng 4 phân ha. Đó, bự hơn. Đó, con tán này để mình đo coi ốc nó mấy ly. Cái này của nó là khoảng 8 ly ha. Đó. 8 ly ha mọi người ha. Đó. 4 cái này ha. 4 cái bánh này. Rồi 10 cái bánh lại này. Đó. Cái này cũng có 8 ly luôn. Đó. 10 cái bánh lại này thì nó có bánh xe, nó có khóa ha. Đó, 10 cái này là tổng cộng 14 cái nha mọi người ha. Nó còn mới lắm. Đó, mọi người về xiết tán vô quay nè. Khóa bánh nè ha. Rồi mình đo kích thước cho mọi người xem. Chiều cao của tới đây là khoảng 7 phân ha. Bề ngang cái bánh là khoảng 4 phân ha. Bề này là khoảng 4 phân, bề này 5 phân nha. Đó. Bề này 5 phân ha. Rồi. 10 cái bánh này ha. Với lại 4 cái bánh lại này là 14 cái, mình bán 300 ngàn nha. Đó, nó cùng cỡ luôn. Rồi, bán 300 luôn. Mã số 2 ha. 300 ngàn. Rồi, mã số 3. Mã số 3 mình bán một bịch ốc rồi mọi người ha. Đó, nó nhiều lắm. Cái này là bằng đồng thau ha. Cái này chắc cũng cỡ 2-3 kg. Mình ứ bướm vậy thôi. Thì mình đem, mình đổ ra cho mọi người xem ha. Mình bỏ vô từ từ lên. Nó có một đống rồi. Đây rồi, có mấy con ốc lẻ nữa nè ha. Nè, mọi người thấy nó bằng đồng không? Đó, bằng thau nè. Cái này mình gắn trong thiết bị, trong môi trường ẩm á ha. Đó, cái này bằng thau nè ha. Xí vô nè, tắc kê nè ha. Đó, nó nhiều loại nha. Đó, này là 5 con nè. Đo đại từng con cho mọi người xem. Chiều dài của nó là khoảng 6 phân, 7 phân ha, 6 phân rưỡi ha. Đó. Rồi, cái đường kính cái con tán này là khoảng 6 phân ha. Đó. Đó, 6 phân ha. Rồi. Thì mình nếm đại khái thôi nha. Một bịch nó 6 cái nè. Một mà ha. Đó, bằng đồng thau nha. Hai nè. Ba nè. Bốn nè. Đó. Đó, nó bằng thau mà ha. Đó. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 ha. 10 là khoảng 60 con. 60 con mới lẻ khoảng 6 mấy con ha. Đó mọi người. Cái này là mình để 500 nha, thử coi nó hết không nha mọi người ha. Đó, cái này mình xài cho mấy cái thiết bị trong ẩm, môi trường ẩm ha, nó bị mục luôn người ha, nó bị sét luôn, đó, không hết nha. Đó, cái này mà cân đồng lên nó cũng 2 kg cũng gần. Rồi cái này mình bán giá là 350 ngàn nha, mã số 3 nha. Đó, cái này bán đồng không cũng gần 200-300 rồi nha mọi người. Đó. Mình đọc mình mua để mình đã dành rồi mà cuối cùng mình không có xài ha. Rồi mã số 4. Mã số 4 mình bán một cái đây. Đây mã số 4 nè ha. Bán 200 ngàn ha. Đó mũi 10 ly nó dính cái này luôn. Với lại cái mũi này là mình không biết cái mũi nó trượt hay gì nè ha. Đó 6 ly mấy. Rồi. Mũi này từ 1.5 đến 10 ly nè ha. Đó. Này da băng nha. Đây. Đó, da băng nè mọi người ha. Đó, da băng nha. Đó, 10 ly. Rồi, nó dính cái mũi luôn ha. Đó, thì mình bán hai cái này nè. Bán giá là 200 ngàn nha. Đó. Cái đầu này nè, để dính trượt, dính hay là gì nè mọi người ha. Đó, người nghiên cứu nha. Đó, cái này còn nguyên luôn.
Rồi. Mình bán giá là 364 200 ha. Rồi, mã số 5. Mã số 5 mình bán một cái hai con chì nè. Bán 8 lạng mấy ha. Đó, bữa canh ghim chốt cuối cùng không á mình bán luôn. Đợt trước mình bán 3 rưỡi mình bán 300 luôn. Đó, con này con nhỏ. Hai con này khoảng 8 lạng nha. Đó. Đó, con chì lớn này khoảng 3 ly ha. Đó. Này chì nhỏ này khoảng chừng ly ha. Đây. Đó, khoảng một khoảng 2 ly ha. À, chì lớn này khoảng 4 ly quá. 4 ly thôi ha. Đó. Hàng chảy nha. Đó mình có clip. Đó bữa cũng chốt chốt mà cuối cùng không lấy rồi mà clip này bán 300 luôn. Hai cùng chì ha. Khoảng 8 lạng. Mã số 5. Rồi mã số 6. Mã số 6 mình bán một cây river. Đó, cây này 350 nha. Đó. Này khoảng 7 8 lạng gì đợt trước mình cân mình cũng không nhớ hai cùng chì ha. Rồi. Mã số 6 nè. 350 nè, bán cây river nè. Này của nó là có cái móc nữa ha. Đây là mình cột lại ha. Rớt cái móc rồi. Còn khá đẹp luôn, như mới luôn. Tay lô ha. Đó. Bốn đầu đủ ha. Máy in da băng nè. THR11 nè ha. Rồi, đã chiều dài cho mọi người xem. Cái này chiều dài của nó là 26 ha. Đó, đủ đủ bốn đầu nha. Để mình test cho mọi người xem. Rút ra ha. Đó, ok nha rồi ha. Đó này, khá đẹp luôn nha. Nói chung là rút ok hết. Rồi mã này mình bán giá là 350 ngàn nha. Đó, nó có cây mở ở đây luôn nè. Mở đi theo luôn. Máy in da băng nha. Cây này khá đẹp luôn mọi người. Nói chung là nó có cái móc rớt móc ha. Đó. Tay lơ nè. 4 đầu đủ luôn ha. Rồi mã số 6 350 ngàn. Rồi mã số 7 rồi còn đúng một cây kèm luôn. Mình lục ra biết đó nè. Đây cây này cũng còn như mới nha mọi người ha. Cây kèm bằng kẹp bấm nè. Mã số 7 bán 500 ngàn ha. Đó nó như mới nè. Nó xì nè. Do đại bại nó dính rồi ha. Nó trét chỗ này thôi. Đó, nước xì nó còn như mới luôn nha. Cây này còn khá đẹp luôn mọi người. Mọi người nước xì nó ẩn lên nè. Hả? Trong lô nó mấy cây này còn như mới luôn. Đó mình đợi tính nước chứ. Nói chung là nó bị để đi rỉ thôi. Cũng Mỹ nha, V-Gip nè. Đó, USA nè ha. Đó. Nó nước sơn nó còn đẹp lắm nha. Đó nước xì nó còn nè. Nó ẩn ẩn lên luôn. Nó còn khá đẹp đó mà do để bãi đó. Đây chiều dài của nó là 27 ha. Chiều này của nó là khoảng 13 năm ha. Đó, kèm kẹp Mỹ. Đó. Đó, tăng vô ha. Ok nha. Đó, 11R ha. Rồi mã số 7 bán 500 ngàn. Cây này còn khá đẹp luôn ha. Do bãi nó dính dơ ha. Đó. USA luôn ha. V-Gip. Rồi mã số 7 mình bán giá là 700 ha. Rồi mã số 8. Mã số 8 mình lấy một cái bắn đinh thôi ha. Đây, mình sẽ clip cho mọi người xem. Đây để mình coi. Đó. Đó, ha. Đó. Đó. Ok ha. Đó. Thì mình phải mình mấy hơi mình nằm ở dưới ha. Thì mình không đem ra được thì mình test trên đó. Đây mình bán 450 luôn. Đó, con này đinh ép nha. Đây. Đó, đinh này mọi người bắn gỗ là ok ha.
nó có tăng chỉnh đây nữa ha. Đó, 450 nha. Con này của Hitachi. Đó, nó có thêm cái đầu Seiko ở đây nữa nè mọi người ha. Đó, cái đầu. Đầu này ha. Đó. 450.000. Đó, cái đó là NT55 ha, M. Đó, cái này là đinh nếp nó tới nè. 50 nè. 45 nè. 40 ha. Đó. Đó, 35 15 ha. Rồi. Cái này đầu hơi thông dụng ha. Đó, chiều dài của nó đây. 24 năm ha. Chiều gà chiều này của nó xuống là khoảng 21 ha. Đó. Rồi. Đây còn con này bỏ đây luôn. Đó. Cái này bán giá là 450 nha. Đó, người làm xây dựng hay ok nha. Đó, cái đầu này nè. Đầu này là mình để thay vô cái đầu này ha. Đó mọi người. Đó, có cái đầu Seiko ha. Đây. 5,5 nè. Đó, Hitachi ha. Nói chung ngoại hình cũng còn ok. Rồi, mình bán mã số 8 450.000. Rồi, mã số 9. Mã số 9 là bán đây một cái máy mài ha, 350 nữa người. Đó, con này. Này mình tháo pin ra nha. Tí nữa mình tháo pin ra. Đây, chiếc cần nè, Sapphire ha, của Hitachi nè. Đó, mã của nó là AS-052 ha. Này trượt xuống nè mọi người ha. Đây. Đó, người trượt xuống nè. Đó, này mài hai cục đá còn khá đẹp luôn nha. Đó. Đây. Đó, đá đó đây. Nha. Người thấy đá còn khá đẹp luôn nha. Đó, hai cục đá. Hai cục đá còn đẹp. Kích thước nữa này. Chiều dài là khoảng 19. Bề ngang là khoảng 6,5 ha. Rồi, nhấn công tắc đây. Nghe đây lỏng lỏng pin nè. Ở đây mình lỏng pin nè. Đó, 4 con pin tiểu nhỏ ha. Bên pin nữa. Nó có chạy không người? Mình bao chạy luôn ha. Đó, nãy mình có thử rồi. Chắc nó lỏng pin ha. Đó thì mọi người này chạy nãy mình có thử rồi. Nó bị lỏng pin gì nữa ha. Rồi thì mình để mọi người để mình coi lại cái này đi. Nãy nó lỏng á. Lỏng ha. Thì đó mình sẽ coi lại. Nãy mình mới thử test chạy không. Nhưng lỏng pin ha. Đó này để tính sau đi ha. Rồi nãy mới thử xong chạy nha mọi người. Rồi tí mình rồi mua thì mình quay gửi qua Zalo cho. Để mất thời gian ha. Rồi. Mà chú chính ha. Đó kéo này xuống nè. Con này mài khá đẹp luôn. Nó không có gì nữa. Nãy mới thử chạy nè. Gắn pin vô. Rồi để mình tí mình coi lại. Nó lỏng pin, lỏng chân pin ha. Nó lỏng luôn. Rồi. Mã số 10. Số 10 bán một cái đốc là từ chuyển này cái này xài cho các máy là không được nha mọi người ha. Cái này là chỉ có để sạc thôi nó này nè. Đó, cái này không được mình cấm là nó hạn chế. Đó mới tin chưa xài luôn. Từ ví dụ người có pin chọt á, mọi người không có cái sạc ha. Thì cái này mình chỉ đóng vô sạc. Mình đúc con pin chọt vô đây ha. Đó pin nè. Đó pin chọt vô. Rồi mình đúc qua này mình sạc. À, cái đấy chuyển mới tin chưa xài luôn. Mình bán 500.000 nha. Đó, để từ pin chọt qua pin trượt ha. Đó, mà không xài nó cảnh báo rồi ha.
chị mình chỉ để sạc thôi. Rồi mã số 10 bán 500 ngàn. Rồi mã 11 mình bán một cục sạc bốt với lại sạc bốt trái tim ha. Đó, cục này cũng hiếm nha mọi người. Đó, mình bán hai cái. Đây nó còn siêu luôn nè. Đó, 1.4 triệu nha. Lên ba đèn nè. Đó, cái này là 4A nha. Cái này cũng nó 4A ha. Đây nè, 4A nè. 4A nha mọi người ha. Đó, cắt. Đây, chữ nó 4A. Cái này của nó là 4A nha. Đây, 4A luôn nè. Đó, còn khá đẹp nha. Cái này chưa khô siêu luôn, pin còn đẹp. Đó. Sạc bốt trái tim. Đó, cục sạc này cũng hiếm nha. Đó. Sạc này 100V ha. Đó. Đó, sạc chốt trái tim. Rồi thì mình test sạc cho mọi người xem luôn. Đó, lên đèn ha. Rồi bỏ vô sạc nè. Đó, chớp nè ha. Pin nhảy nè ha. Đó, đang chạy nè. Ok nha, nó báo lỗi là báo liền ha. Đó, đang sạc cho mọi người luôn. Đó. Đó, đang chớp chớp sạc ha. Rồi mã 12. 12 mình bán một cái 12 là đây, 12 mình bán một cái bộ KTC ha. Đây. Máy pin sạc bán 1.7 triệu luôn. Đó. Đây pin nó báo đèn luôn nè ha. Ba đèn nè. Sạc 220 luôn ha. Đó. Con này lực là khoảng 500 ha. KTC nè. Mã của nó nè. GA. Đó, GA 47 ha. 12 đầu 1207. Đây mình test cho mọi người xem nè. Đó, cầm không nổi nha. Đó. Đó, búa gõ ha, đảo chiều nè. Đó, cầm không nổi không ha. Đó. Rồi. Đó, mình test tải luôn ha. Rồi. Cái này nó sạc 220, 110, 220 đều được ha. Cục pin mở ra. Đây mình test nè. Rồi, cái cục bốt này xong ha, mình bán mã số. Đó, đây sạc ha. Đó. Mình bán cái mã này là 1.4 triệu rồi ha. Đó, cục pin 4A. Nhiều lúc cục pin 2.6 rẻ hơn nhiều nha mọi người ha. Đó. Đó, pin sạc là 1.4 triệu. Mọi người có cái máy thôi, máy mọi người có cái máy thì mọi người mua pin 4A này nó xài lâu. Đó. Cái cục sạc này không có mắc tiền nha mọi người ha. Đó. Mình đi đóng cục pin 4A 36V này bốt này không cái cả triệu rồi mọi người. Đó, pin nhìn vải là cầm tốt luôn ha. Rồi bán mã số 11 là pin sạc 1.4 triệu ha. Đó. 4A nha mọi người ha. 2.6 thì nó cũng vậy, có loại 2.6 vậy nhưng mà nó không bằng dung lượng, nó không bằng cái này. 4A. Đó, cái bộ KTC thì mình test rồi ha, thì mình sẽ sạc cho mọi người luôn, cái này cắm 2.2 luôn được nha. Đó, mình cắm 2.2 luôn nè. Đó, sạc nè ha. Đó. Đó, mấy hiệu này nó giống giống nhau ha. Đó. Rồi cái này cũng KTC ha. Đó, còn pin thì nó là K rút vậy nè ha. Đó. K rút. Đó, K rút tốt ha. Đó, con này 18V 3A ha, báo đèn luôn. Đó, pin zin còn đẹp ha. Đó, thì mình đã sạc cho giúp cho người xem luôn ha. Rồi mình bán tiếp cái mã này, mình bán là 1.7 triệu ha. Đó, cái mấy cây chưa, cây này là quá rẻ luôn nha mọi người ha. KTC nè. Đó, có chỉnh gì ở đây nè, đảo chiều gì ở đây nè ha.
Rồi, 1,7 triệu ha. Rồi, mã số 13. 13, 13 có một cái máy cưa nè. Đó, pin còn chạy luôn ha. Đó, lưỡi hợp kim nè. Đó, lưỡi còn đẹp nha. Không mẻ nha. Đó, lưỡi một tấc. Đó, mọi người về cưa gia đình là ok ha. Mã của nó là EZ3501 ha. Pin nó còn chạy luôn nha. Đây. Đó, giờ mọi người cứ sắc luôn rồi ha. Đó, mình chưa vệ sinh luôn. Đó. Rồi, cái này mình bán giá là 400 ngàn ha. Đó, người ha. 400. Mã số 13. Rồi, mã 14. 14 mình bán một cây rút đi về. Đây. Đó, cây này cũng là trước cũng anh nào anh chốt á, cuối cùng anh không chốt thì mình cũng đã luôn, cũng đã chơi. Đó. Này đất đây này mũ thôi. Ha. Đó, con này là khập bên là không than ha. Nó nhiều tính năng lắm mọi người ha. Đây nè. Này tốc độ nè, cái gì nè. Đèn nè ha. Đó. Pin này mình đóng lại ha. Đóng trước mình đóng thử máy, mình đóng sale lại. Biết sale gì nữa. Đây để mình coi. Đó, có đóng lại ha. Đó thì một của nó 1.5 nhưng mà như đóng 2A, 3A vậy mọi người ha. Đó người về rồi người hàng cái dắt thôi. Cái này nó cũng đơn giản, dắt vô để mọi người sạc adapter 18V ha. Đó này 18 thì mọi người chế cái dắt ra. Sạc ha. Đó mình cũng chưa chế dắt nữa. Tại nhà mình có cái B6 nó mình kẹp, mình kẹp âm dương mình sạc thôi. Đó âm dương nè. Rồi người khoét về người sạc adapter thì bỏ làm cái dắt vô ha. Đó. Con này cái chân nó có hơi nứt nứt là mình hàng lại nha mọi người ha. Đó dán lại không thấy nữa. Đó. Đó nó có trong này nè. Đó, nó có bị hơi gãy chút. Cái nào thì mình nói ở trong hàng không thấy nè. Cũng cứng ngắc ha. Đó. Đây có nước đây nè. Đây là người ha. Đó. Dán lại nè. Cứng ngắc à. Ha. Chúc cho người xem ha. Đây. Đó. Khá mạnh ha. Đó, thấy không? Người ha. À, cái đầu nó đẹp, khá đẹp luôn. Nó có nhiều tính năng đó, mình còn chưa chỉnh cái này nữa ha. Đó, nhảy luôn ha. Đó, con này không than nha. Quá nóng quá. Đó, kéo nè. Đó, người ha, BL nè. Con này SK11 ha. Đó, con này cũng cực kỳ hiếm nha. Ít khi có luôn. Cái này là mà nói chung mình cũng để chơi, mình cũng đó, bán luôn. Lô 2 này ha. Đó, khá đẹp nha. Đó. Chiều dài của cái máy này. Nói chung pin này là pin này giờ đóng xe như 200 Samsung 200R hay gì á mọi người ha, mình cũng không nhớ nữa, nói chung là 31 nè. Cái này là 22 ha. Đó. Này rút khá đẹp luôn, khá mạnh luôn rồi. Để vô cái lực nó không than nè. Đó. Đó, rút khá đẹp luôn. Rút lẹ mà rút tốc độ nữa ha. Rồi bán 2 triệu nha, máy pin ha. Đó. Máy pin 2 triệu. Đó mọi người về chế cắt adapter rồi là xong. Mua sạc là rắn thôi. Mình sạc B6 đó mình không có chế nữa. Rồi 15 mình bán một cái thùng này ha. Đó, có rất đầy tí nữa. Đó, thùng nguyên thùng luôn bán 400 nha. Đó. Đây. Một cái máy 2 giỏ pin ha. Đó, mình bao mọi người ra bãi mua cũng không có giá này đâu. Đó, thùng không là nó bán nhiều rồi. Đó, 2 giỏ pin ha. Đó, 2 giỏ pin cái thùng. Đó, cái máy này. Máy là National EZ 6504 ha. Đó. Cũng còn khá đẹp ha. Đó 12V nè. Đầu không rơ lắc ha.
Ngày mình test cho mọi người xem. Đó, thắng hai điều tốt nè. Thùng luôn 400.000 ha. Đó mọi người về đóng pin lại. Đây là quá ngon luôn ha. Đó ra bãi mua chưa được, đó giá này em lại bảo đảm mọi người luôn. Cái thùng không ra bãi đó, nguyên thùng về mà mua được 400 mình thua gì cũng thua. Đó. Mà máy chưa chắc đẹp chạy bằng vậy ha. Rồi mình bán nguyên thùng vậy nè ha, 400.000. Mọi người về cái thùng này không mua 400.000 nha mọi người. Rồi mã số 15 ha. Đó, cái cục pin này sạc thấy cũng ok, đang sạc lâu rồi người ha. Đó, cái bộ này 1.700.000. Đang sạc nè. Đó, lên 4 đèn ha. Rồi, mã cuối cùng mình bán một cái máy này. Đó, cây này mới như chưa, mình nghĩ cái này là gần như chưa sử dụng đó mọi người. Đây, cái máy này anh nghĩ nó gần như chưa sử dụng luôn. Hai mình bán 650 ha, ruby. Đó, ruby nè. Đó, đây nè. Khá êm luôn ha. Đây hai cục đá còn nguyên, nó đánh bóng còn nguyên luôn hả, chỉ dơ bãi thôi. Đó, công tắc nè người ha. Đó, chữ ruby mình nghĩ nếu xài nhiều là cái này nó mòn rồi, nó chưa xài luôn. Đó, con này xài cực êm luôn. Chạy cực êm luôn ha. Ruby nè. Mã của nó là T30 ha. 100V nè. 50W nè ha. Đó, dòng tua nó 3000 đến 3600 nè ha. Đó. Đó, con này quá đẹp luôn nha mọi người ha. Đó, mình nghĩ con này là như mới luôn nè, cái bát nó nè. Nè ha. Đó, như mới nó có 1 bát ha. Bên này là đánh bóng. Đó, nhiều mới luôn. Cái đá nó đây. Đá nó đo, mình đo thử cho người xem. 70 ha. Đó. 70 ha. Đó, cục đá còn nguyên luôn ha mọi người ha. Đó, cái này là 7 màu luôn. Đó, cái đế đó. Đó, cái chỗ dây te nữa ha. Đó, công tắc. Thì cái dây điện á nó bị cấn ha. Nó có một chỗ hai cỡ cấn không sao người ha, đây nè, nó cấn nè. Cũng không sao, còn cái đầu này nó bị gập dập vô bãi á, gãy ha, dây còn dài. Thì mình sẽ test cho người xem. Đó, người về gắn cái chui vô nè. Nó có cấn này không sao ha, bây giờ uống keo rồi nha, dây còn dài ha người ha. Đó, mình về. Mình về cái lấy cái giắc á, cắm vô hoặc là mình cũng làm biến chưa có ha, dây này còn dài zin luôn. Con này chạy cực êm luôn nha mọi người ha. Tại mình để trên cái bàn hơn ha. Nè. Im rung luôn rồi. Cái bàn rung thôi ha. Đó. Im rung luôn ha. Đó. Nên con này xài từ, mua từ nha mọi người ha. Đó. Nó chớn dữ không? Đó, người ta chạy em ru. Em ru ha. Đó. Để không ha.
Con này như mới đáng sưu tầm luôn hơn rồi ha. Đó, mình bán 650 ngàn. Mã số mã số 16 ha. Rồi cảm ơn mọi người cứ nhắn tin ha. Xem món nào phù hợp thì chốt ha. Đó, cái dây này cũng còn ok, nó chỉ cắn ra chỗ rồi. Rồi cảm ơn mọi người, chào mọi người.